nay thì em nhận thấy được rằng là đây là một chương trình thực sự rất là hữu ích này, giàu thông tin và nó cũng rất là đáng suy ngẫm đó. Qua quá trình hội thảo thì có thể trao đổi với này các cái đơn vị tham gia nên là nó bổ sung các cái kiến thức kinh nghiệm để cho cái hoạt động và phục vụ cái công tác của nó tốt hơn, như là trong nhất là công tác bảo tồn như chúng tôi đang thực hiện hiện nay.